và Xuân Long xin gửi lời chào và cảm ơn quý khán giả và bà con đang dành sự quan tâm cho chương trình 365 ngày chuyển động. Những cách làm hay của bà con nông dân ở Lâm Hà trong phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản sẽ được chia sẻ trong thời lượng phát sóng của chương trình. Bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong chương trình hôm nay. Giữa lúc thị trường hoa cây cảnh gặp khó trong tiêu thụ vì dịch bệnh Covid-19, trang trại lá cảnh lớn nhất Lâm Hà vẫn ổn định đầu ra. Người nuôi chim trĩ bán sản phẩm chăn nuôi qua mạng xã hội, vừa tiêu thụ được hàng, vừa có giá bán tốt. Trụ điện gió ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang làm khó cho người nuôi tôm, nguyên nhân vì sao? Cùng tìm hiểu kinh nghiệm trồng chăm sóc ổi lê Đài Loan với điều kiện khí hậu ở Lâm Đồng trong phần cuối chương trình. Thưa quý khán giả và bà con, không để cái nghèo mãi bám lấy, nhiều gia đình từ phía Bắc vào Lâm Đồng định cư đã tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Nhiều hộ kết hợp thêm chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ ghé thăm ở Lâm Hà hôm nay là ở đâu ạ? Vâng, địa điểm đầu tiên chúng ta ghé thăm đó chính là xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Địa bàn có tới 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên và các dân tộc phía Bắc. Nhiều nông hộ đã mạnh dạn đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi. Và đây là thành quả của gia đình anh Dương Văn Phong và chị Trương Thị Mến ở thôn Lâm Nghĩa, xã Phi Tô. Những con bò giống ngoại được nuôi vỗ béo mang lại lợi nhuận mỗi ngày 1 triệu đồng cho gia đình. Bên cạnh 2,7 hectare vườn cà phê cho thu hoạch trên dưới 10 tấn nhân một năm, anh Dương Văn Phong quyết định nuôi thêm bò vỗ béo năm này. 12 con bò giống 3B và kèm Pháp được cho ăn theo chế độ gồm cỏ, cám, hèm và các chất dinh dưỡng khác. Nuôi bò vỗ béo tức là mua bò đã lớn từ 200 đến 300kg với giá khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng một con. Về nuôi đến khi đạt trọng lượng lớn hơn nhiều lần, khoảng 1 tấn thì có thể xuất bán. Giá thịt bò hơi hiện tại thu mua ở mức 90.000 đồng một ký. Theo chia sẻ của anh Phong, đối với giống bò 3B, từ khi mua về đến khi đạt trọng lượng xuất bán mất khoảng 18 tháng. Gia đình trồng một sào cỏ, mỗi ngày cắt 2 lần là đủ cho 12 con ăn. Kèm theo đó là 10kg cám và 1 can hèm trộn thêm vitamin một ngày. Lợi nhuận chi bình quân mang về mỗi ngày 1 triệu đồng cho gia đình. Nuôi bò hiện có rủi ro thấp hơn các loại gia cầm khác, giá giảm vẫn có thể để bò lại, đợi giá cao mới bán. Đây là một lợi thế. Cũng từ phía Bắc vào Lâm Hà lập nghiệp như nông hộ vừa rồi, chị Vũ Thị Hạnh ở xã Mê Linh lại chọn chuyên canh trồng lá cảnh quy mô lớn để cung cấp cho thị trường Hà Nội. Hiện nay lá cảnh là cây trồng được rất nhiều nông hộ lựa chọn vì dễ trồng, công chăm sóc lại ít, giá bán thì cao. Tuy vậy, lúc thị trường hoa và cây cảnh co hẹp lại như hiện tại, nhiều hộ trồng nhỏ lẻ không thể bán được lá, thì trang trại này vẫn có đầu ra khá ổn định, chỉ giảm khoảng 20% so với thời điểm trước dịch. Mời quý khán giả và bà con đến thăm vườn lá cảnh với đủ các loại lá như đô la, tùng nho, lá chanh, đuôi chồn, dương sĩ Pháp qua những hình ảnh sau. Vốn buôn bán hoa ở Hà Nội, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đương và chị Vũ Thị Hạnh chọn Lâm Hà để lập nghiệp trồng hoa. Thất bại nhiều lần vì vùng Nam Bang khí hậu không thuận lợi để trồng hoa hồng như Đà Lạt, anh chị quyết định chuyển sang chuyên canh lá cảnh. Từ 4 đến 5 sào ban đầu, đến nay trang trại lá cảnh của anh chị đã rộng hơn 3 hectare với các loại lá cảnh như dương sĩ Pháp, bán từ 750 đồng đến 2.500 đồng một lá, tùng nho bán từ 4.000 đến 8.000 đồng một cành, đuôi chồn bán từ 1.000 đến 1.500 đồng một cành, đô la và tùng thơm giá 100.000 đồng một ký. Canh tác cùng lúc nhiều loại lá, anh chị chia vườn thành nhiều khu để tưới, chăm sóc riêng biệt, nhưng đa số các loại lá cảnh đều ưa phân chuồng. Cần lưu ý, trồng lá ngoài trời hay bị nấm bệnh và bẩn lá, trồng trong nhà kính có thể hạn chế được và lá cũng khỏe hơn. Hiện nay, sản lượng lá bán đi mỗi ngày từ 2 đến 3.000 lá, có giảm so với thời điểm trước dịch bệnh từ 20 đến 30%. Nhưng bù lại, vào dịp lễ, Tết và nhất là mùa cưới, thì sản lượng không đủ để cung cấp. Được biết, sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi sào lá cảnh mang về lợi nhuận 10 triệu đồng một tháng cho gia đình. Còn đây là một trang Facebook của trại nuôi chim trĩ Thiện Đào ở thị trấn Nam Bang để quảng bá và giới thiệu và bán các sản phẩm thịt, trứng chim trĩ tới tận tay người tiêu dùng. Nhờ tiếp cận đúng hướng, đúng nhu cầu của người tiêu dùng, mà dù nhiều loại nông sản khác gặp khó khăn về đầu ra, thì trứng và thịt chim trĩ của trang trại này vẫn rất ổn định. Vâng, đúng như vậy Thúy Vi. Đây là cách làm mà bà con nông dân khác có thể tham khảo khi mà mạng xã hội trở nên phổ biến. Đây là kênh hữu hiệu để bà con có thể giới thiệu, thậm chí là bán sản phẩm một cách nhanh chóng. Hiện tại, trại chim trĩ của anh Nguyễn Đắc Thiện có 3.000 con, bao gồm cả chim trĩ đỏ và xanh. Chim trĩ đỏ lúc nhỏ có màu đen, trĩ đỏ có màu hạt dẻ.
Sau 5 tháng, chim trĩ sẽ thay lồng, 6 tháng có thể xuất bán con trống từ 1,4 đến 1,6 kg, con mái 2 kg một con. Hiện nay giá bán thịt tại trang trại của anh Thiện là 120.000 đồng một kg thịt làm sạch, cấp đông vận chuyển đi xa là 220.000 đồng một kg. Cứ mỗi ngày chim trĩ đẻ 300 trứng. Do vậy không thể vì dịch bệnh mà dừng tiêu thụ, gia đình anh chị lập một trang Facebook, hàng ngày cập nhật hình ảnh chim non nở, thu hoạch trứng, làm thịt chim trĩ cấp đông để tăng lượng tương tác. Nhờ đó việc bán hàng thông qua mạng xã hội đã có dấu hiệu khả quan. Mỗi ngày bình quân anh chị xuất bán 10 con lấy thịt, trứng từ 200 đến 500 quả với giá ổn định như trước đây. Tiếp theo là cập nhật tình hình sản xuất tại một số địa phương khác trong cả nước. Những ngày này, công trường thi công dự án điện gió Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Còn các hộ dân nuôi tôm ngay cạnh công trình thì đang đứng ngồi không yên khi tôm có biểu hiện bỏ ăn và không phát triển do tiếng động từ các phương tiện ép cọc bê tông. Vâng, thực trạng này xảy ra với rất nhiều hộ nuôi tôm ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Các hộ nuôi tôm ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn vì điện gió. Người nuôi ít thì vài trăm triệu, còn đối với những hộ nuôi công nghệ cao thì số tiền đầu tư đã bỏ ra hàng tỷ đồng. Theo các hộ dân, tiếng ép cọc kêu rất lớn, ở gần có thể rung rinh đất làm cho tôm hoảng loạn và bỏ ăn. Ghi nhận thực tế, có khoảng 10 ao nuôi tôm của các hộ dân đang bị ảnh hưởng. Các hộ nuôi cho biết, nói ra thì không ai tin vì chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Người dân đã phản ánh vụ việc rất nhiều lần đến chính quyền địa phương, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết nên rất bức xúc. Lãnh đạo địa phương huyện Hòa Bình cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án, đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc mà người dân phản ánh để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Đồng thời mong muốn người dân đồng tình ủng hộ để các dự án cũng sớm được hoàn thành, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ một khu vườn trống cằn cỗi hơn 2 sào đất này của chị Nguyễn Thị Huyền ở thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng đã khoác lên một màu sắc mới. Những quả ổi trĩu cành được bọc lại kỹ càng cho ngày thu hoạch như chúng ta đang nhìn thấy ở đây là nguồn thu nhập tăng thêm khá của các nông hộ này. Trồng ổi lê có mất nhiều thời gian không? Chăm sóc có khó không? Đây là lo ngại của không ít nhà nông. Và để tìm câu trả lời cho những băn khoăn này, mời quý vị khán giả và bà con cùng gặp gỡ chủ nhân vườn ổi lê Đài Loan để lắng nghe chia sẻ của chị ấy. Giờ này năm ngoái, chị Nguyễn Thị Huyền mới bắt đầu trồng 150 cây ổi trên diện tích vườn 2,2 sào này. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vườn ổi lê đã nhanh chóng cho thu hoạch. Vì là ổi chiết, sau khi trồng là cây đã cho trái ngay. Nhưng chị Huyền lưu ý, cần vặt trái đi để nuôi cây phát triển. Sau một năm, cây cao 1,5 đến 1,8 mét mới để trái. Ổi lê Đài Loan ruột mềm, ngọt, vỏ mỏng nên được thị trường ưa chuộng. Hiện tại cứ 3 đến 4 ngày thì chị Huyền lại hái một lần. Thương lái tới vườn thu mua với giá 8.000 đồng một ký, còn bán lẻ thì 15.000 đồng một ký. Đi chơi thấy có mấy anh bạn anh chồng á, thì mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ phù hợp và mình làm thí điểm thì thấy cũng được. Mà thu hoạch thì thấy, nói chung là thu nhập thì thấy nó cũng ổn định á. Tại vì mình trồng một năm là mình bắt đầu nó cho trái là mình được thu hoạch rồi, sau một năm. Mà ổi này trồng nhanh lắm, nói chung mấy tháng, mới trồng xuống trong vòng mấy tháng là đã có trái rồi. Tại vì ổi chiết nó rất là nhanh. Nó không có giống như là những cái ổi mình trồng hạt hay là trồng bằng cái khác. Nên là mình muốn nuôi cây lớn thì mình phải để giáp năm mình mới cho ra trái. Nói chung từ 8 đến 10 tháng trở lên thì mình cho cây mình nuôi chỉ một cây vài quả thôi. Sau khi cây nó khỏe rồi thì bắt đầu mình mới cho ăn nhiều trái sao. Nói ra mô hình này mới thí nghiệm lần đầu mình thấy như này là rất là có hiệu quả. Bởi vì mới chưa gần một năm mà đã có thu nhập rồi mà chi phí đầu tư mình lại thấy lại thấp nữa. Thấy tính ra là thu nhập có vẻ rất là ổn định nha người dân. Theo chị Huyền, trồng ổi lê không khó. Quả cho thu hoạch quanh năm, cành già, không ra trái thì chỉ cần cắt cành đi để nảy chồi mới ra trái. Không cần phải thay cây sau một thời gian thu hoạch vì ổi là cây trồng lâu năm. Bà con nông dân cần lưu ý cắt tỉa thường xuyên. Khi quả ra bằng quả cau thì dùng bọc xốp màu trắng bọc lại để bảo vệ cho quả đến khi lớn, không phun xịt thêm thuốc gì. Nói chung là ổi này thì dễ chăm sóc lắm, hàng ngày mình cũng không cần là phải lưu ý cái gì đâu. Tại vì ổi này so với những cái loại cây khác thì nó rất là dễ chăm sóc, dễ làm nữa. Và nó cũng cảm thấy mình cảm thấy làm nó không có bị mệt giống như là làm những thứ khác. Tại vì là mình cứ canh quả nó lớn thì mình đi bọc vậy thôi. Rồi là lâu lâu thì giống như chết hút nhiều thì mình xịt cái nhúng mùng cho nó một lần. Ổi là cây khá dễ chăm sóc, chỉ cần lưu ý một số bệnh như bông bị ong chích hút,
nổi đốm thì cần vặt bỏ bông và xịt phòng. Chăm bón chủ yếu là phân chuồng, khá thích hợp để trồng sen trong vườn cây ăn trái hoặc cây lâu năm khác để tăng thêm thu nhập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Bên cạnh tập trung sản xuất thì bà con nông dân hãy thực hiện tốt thông điệp 5K để cùng với chính quyền địa phương vượt qua dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và bà con đừng quên có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633-829-930. Còn đến đây thì Xuân Long và Thúy Vy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con vào chương trình ngày mai.